đường vô nhà ngoại tôi đây. Đó, cái đường vô nhà ông Sáu là đường giống vậy nè. Chạy nói không? Đường vô ngoại tôi. Ốc cá nè. Hôm nay là người ta làm cỏ đi có đường vô á. Bữa tao mão về đâu có đi vô được đâu. Đứng ngoài giờ cỏ nó mọc hết cái đường. Ở đây người ta xịt thuốc rồi không ăn được. Mão cái đường vô nhà ông Sáu giống vậy nè mão. Ruộng lúa bao la bát ngát. Ngát bao la. Chào cả nhà nha, hôm nay dẫn cả nhà về thăm cảnh đồng quê nha. Đó. Có sông, có nước, có cây, có lúa, đã lắm. Đó, về sông nước mát mẻ nha. Đây đó nè, mát mẻ luôn, sông nước nè, con cá nữa nha, sông nước cá mênh mông, cây đẹp lắm. Cá dữ, ruộng lúa bao la bát ngát luôn. Đường về quê tôi. Đó. Nước bơm lên nè. Nước đang lên quá chừng luôn, giờ bị bơm nước lên. Bơm lúa này nó đang chín rồi nè, bây giờ phải bơm lên để cho nó đang ra chuẩn bị đang trong giai đoạn ngậm sữa nè. Đó, mấy cái lúa này bây giờ phải có nước vô. Đó, nước bơm vô nè. Đó là cái con kênh đó. Bơm nước vô, nước đang lên đó, nước này lên thì lúa nó ra bông như vậy nó mới ngậm nước được, nó ngậm sữa nó tạo lúa nè cả nhà, mênh mông luôn, thấy mê không? Ruộng lúa bao la luôn, mùa xuân này có lúa ngon nha cả nhà. Chúc cả nhà xem vui vẻ nha. Bây giờ bếp của ba đi đây. Chỗ này là ở ngoài đường bờ đê nè, có cái cầu bắt vô nè nha. Hơi ủi đường, rộng thênh thang luôn. Vô giữa đất có cái đường này băng qua cái khu dưới đây nè. Đây là đường vô nhà anh hai nè. Ở đây đường nổi giờ cũng rộng, trẻ luôn cái lô đất này nè, nguyên cái đất rừng bạch đàn nè. Xuống đây có mấy cái nhà nữa. Quá, karaoke ầm đùng luôn. Đó. Đây là quẹo phải là đi ra cái đường bờ đê, mình đi vô nhà anh hai. Đây là vô nhà anh hai. Bữa nay nước lên quá xá luôn. Đây, nhà anh hai tới đây. Này nước lên lỉnh kỉnh lãng cảng luôn. Này nước lên quá xa. Quay về chim rừng cá biển dạ. Xuân về, hôm nay sắp nở rồi. Ở
rồi.